Hello, khỏe không? Cười. Hằng nãy trên trời á là nó giữ cái kho của thiên đình, vũ khí rồi á là nó giữ. Rồi xuống đây á thì nó gan lắm, nó bán Phật, nó bán Thượng Đế, nó bán đủ hết, nó bán luôn sư phụ nữa. Thái tử kiểu nào nó cũng bán láng hết, nó bán luôn gái nữa. Thằng này là tướng trời mà, nó là một trong 12 người đệ tử đầu tiên của Thiên Tâm. Nên nó ở Việt Nam nó đào hết mấy cái núi ở ngoài Bắc đó, nó làm mấy tượng Phật nó bán. Thằng này giờ mất cái điển rồi, chẳng biết nó còn làm giống không nữa. Nhưng mà dầu sao á, mình có tượng cha tượng mẹ cũng nhờ nó. Tại trên trời nó xuống nó nhớ, nhưng mà xuống đây nó nhớ gái nhiều quá, giờ quên thôi. Có một lần sư phụ bị con tà long á. Tà long nó khác hơn là thần long của mình nha. Thần long mình là giống như trong mấy, tà long nó có cái sừng một à, nó giống như tê giác vậy đó. Thì lúc đó nó bao cái bát kali này đen kịt nè. Buổi tối đó thì sư phụ đã thấy cái bàn tay sắt khổng lồ tấn công sư phụ. Thì con tà long nó nằm trên cái hãng sư phụ trên bầu trời á, là có thể nó dài cũng cỡ ba mai, phải không? Mà yên tà long mà đen đuôi. Thì xong đó mấy vị mới kêu sư phụ phải nằm nhà đừng có đi. Lúc đó sư phụ chạy xe, cái sư phụ đưa cho nó lái. Thì nói với Linh cũng là đại tử, không biết Linh đâu mà mày, mày cho vô hộp hả? Thằng này nó phản là phản láng, nó không có nể ai hết. Cái nó tối nằm ngủ. Mày muốn kể không, mày lên mày kể đi, tao kể cho mày mệt quá. Đưa đưa cái microphone cho nó chuyện. Thời xưa cho người ta nghe, nói năm 2015 nha. Đó là tôi, đó là không biết sao sư phụ không biết tin tức này á. Tôi đó thì nhân có giống thấy Thượng Lão Quân này, ông xuất hiện, ông nói cho cái thiên cơ biết điều đó. Cái sáng dậy sư phụ ông gọi, ông đưa cái xe mà không nói vậy, ông đưa cái xe ông nói có cái sứ mệnh giao cho mày. Ông đưa cái xe ông chạy, lúc đó nói ra trên hãng cái giờ đó sẽ có mà con tà long xuất hiện. Kiểu đó ngồi kiếm ngồi cái gì để thu phục ở đây. Thì nhớ có cái bình hồ lô lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm trước rồi, trong cái kho á. Vô trong kiếm bình hồ lô mà đi ra một mình đều được đâu. Cái lúc đó gọi lon hăng lon với lại cái gì sư phụ, trong hạt đó là hai tiểu đồng lon Không có với gì. thần thần thông. Nhưng mà hai đó cái né nó không chịu đi. Cái đầu của anh Linh nó gọi tới, cái hỏi có cái chuyện này em đi với anh không, cái nói chuyện gì, cái kể nó nghe thôi, thôi em đi với anh. Thì hai anh em đi lên giờ đó, tự nhiên cái bầu trời đó, nó tự nhiên nó đang sáng, nghe cái nó đen thui à, nó có một con rồng nó xuất hiện bao đen thui á. Cái tôi nhớ mấy cái lúc đó mà ngài chỉ đó, cái về cái thâu phục đó, khoảng 10 phút sau cái bầu trời cái nó xanh lại. Cái là cái chuyện rất là thần kỳ. Nó chạy lên cái đường đầu hẻm thấy có hai bảy xe nó đứng, nó chạy ra, nó chặn đầu lại, nó xuống tự biết xuống mở xe ra thì thấy nó đi ra, nó thấy không phải cái nó bỏ nó chạy. Có một số người mướn ám sát thuộc nó từ dưới Nam Cali lên ám sát. Thì cái câu mày nói là tại sao tao biết trước hả? Tao là sư phụ mày mà không biết trước, ai biết trước? Tao lên mạng tao nói 3 năm nay nó cười, đúng không? Thì mình nói ngày mai đúng 5 giờ sẽ có chuyện y chang luôn. Thì mấy con nghĩ sao mà mà trước đó ăn đêm là Thái Thượng Lão Quân xuống kêu ra kiếm cái hồ lô để mà thu phục con tà long, rồi chỉ cho nó câu thần chú độc nữa. Chứ không phải là không, mà cho cái điều nên hồi cái điều hay là cái khi mà cái clip mà thâu lại á, mà lúc đó là sang cho sư phụ cho anh bắt cũng nhiều người cái clip đó, rồi tự nhiên cái tất cả cái phone con 1-2 tuần sau những người mà có cái clip đó là cái phone bị hư hết luôn, không không có coi được lại cái hồi đó. xưa sư phụ có cái phone á thâu mà sư phụ hay kể, mà sư phụ về cái đóng 1 2 3 bon 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 tưng tưng hết,
người thì khỉ, người thì thanh xà bạch xà, nhớ không? Ngày xưa mình đôi phim nhiều lắm không? Bây giờ mà mắc rồi. Kiếm cái phần clip kiếm mà hỏi những người mà có clip đó, đây nó sẽ hết qua hết lại á. Mà giờ không có người, cái người nào dựng clip đó cái phone cũng đều bị hư hết. Cái sự trùng hợp vô cùng. Cái mà mấy con phải biết là mình chung quy lại cũng một đề tài nãy giờ mình nói. Mình sống song song với ma quỷ. Mình sống song song với chư thần. Mình cũng sống cùng một lúc chư tiên, chư thánh, chư Phật, chư Bồ Tát, cha mẹ nữa, lúc nào cũng bên cạnh sư phụ nè. Cho nên mỗi ai mà đến gần sư phụ đừng có tới gần, phải mấy vị kêu là lúc nào mấy vị A-la-hán với mấy chư Phật bao phủ quanh sư phụ là phải cách xa sư phụ 9 bước. Tất cả những đệ tử đứa nào không hiểu mà sư phụ nhắc hoài, đừng có phạm cho mấy vị. Tại mấy vị cũng giống như mình thôi. Bây giờ giống như con cứ song song con ủi vô một người thì con nghĩ là mấy vị có buồn không? Hả? Buồn á. Tại vì mình còn trượt nhiều lắm. Cái thế gian này mình dơ, mình ô uế, thì mấy vị là Bồ Tát không à. Thì mấy vị không có muốn mình vô. Tại người của mấy chư thần mà, chư thiên á, họ tinh khuyết lắm. Không phải là thần thế gian nha, thần ở trên trời khác bảo hộ sư phụ nè. Lúc nào cũng vậy, sư phụ thường nói chuyện với mấy ngày mà sư phụ không biết tên á. Ở nhà sư phụ mà chủ nhật thứ bảy mà buồn á, một mình á, sư phụ đâu có chơi với đệ tử, cũng đâu có chơi với người, cũng không chơi với sư mẫu, cũng không gọi lính trong hãng nữa. Chơi mấy vị không? Để 3 ly cà phê mà loại cà phê phin á, tỏng là đà nhiều ly lắm, sư phụ mời ngồi uống sư phụ vậy đó. Không phải là sư phụ người ta không hiểu, cho nên có nhiều người không có biết thì cứ nói sư phụ là điên. Tại vì họ không có nói họ là không hiểu đi, thì mình nói mà nhìn sư phụ giống điên không vậy? À, mà nếu mà người khác nhìn nó, ông nội này ông uống cà phê uống mình, ông đi ông làm chi một đống ly vậy? Ê, bạn đuổi đây nhiều lắm. Thì không có con. Bữa nào mà sư phụ giống như chát ngài lái xe coi chừng, nhìn trước. Có một lần vô đi xe đồ, lái liên tục 24 tiếng, mệt rồi. Nếu là cái đầu mình không có control được mà tấp lại không được. Tại lúc đó sư phụ chở một người bị bệnh, phải tốc hành đi về bệnh viện Stanford liền. Lúc đó mấy vị phải cho điển vô, mà điển vô hồi cũng buồn ngủ. Cái mấy vị mới nói ngài phải ngừng lại, đổi tài xế. Mà lúc đó trên xe đâu có ai lái được. Tại lúc đó ngày cái câu chuyện tóm tắt là có cái đó. Mấy vị nhìn biết bữa nào mà sư phụ ăn đồ ăn thiếu rau là mấy ngày là bác sĩ luôn á. Là ăn rau, thiếu rau. Tại vì mấy ngày mình nhìn vô mình á, nó giống như máy scan nhìn vậy đó. Sư phụ có nhiều vị xuống lắm. Rồi mỗi lần mà thời năm 2019 mà sư phụ lên núi, tại vì có những người ở tiểu bang khác mình không tiếp xúc họ không được, mà khi họ gặp sư phụ âm mừng họ chạy tới. Mà mùa Covid mà, là cả ngày là bảo đảm là dính. Mà không biết có dính hay không mình không biết, mà lỡ như mà có dính Covid mà về nhà mà lây cho sư mẫu thì tội nghiệp. Trước khi về nhà hỏi mấy vị, bữa nay tôi có bị Covid không? mấy ngồi ngó một cái. Không. Thì mình đi về. Chứ giờ test cũng đâu có kỳ lẹ bằng vậy đâu. Là sư phụ cứ vậy, cứ thế mà qua đó. Rồi mà bị, rồi chừng nào hết. Đại khái. Bị bữa hổm á, là để cho lãnh dùm cái nghiệp cho nước Việt đó. Có một lần sư phụ bị Covid mà. Là sư phụ lãnh cái nghiệp cho nước Việt. Nếu sư phụ không bị, nước Việt sẽ tiếp tục chết hàng trăm nghìn người nữa. Đầu tiên khởi nguồn á là Trung Cộng ở Vũ Hán năm 19 đúng không? Là hồi nãy sư phụ nói rồi, nói lại. Mấy vị nó chết trên 20 triệu người. Tính tới ngày hôm nay hơn, bây giờ là khoảng 25 tới 25 triệu. Cho nên sáng nay lãnh được 400 đô phải không? À, nước Việt á là cái nước chết hàng thứ nhì. Tại nó sát bên nó mở cổng nó còn nhớ không?
rồi máy bay nữa. Mà tại sao nước Việt mình chỉ le the? Là con nghĩ là cái gì? Thà một mình sư phụ bị mà cứu hàng trăm nghìn người Việt á, lãnh đem cái nghiệp. Nhưng mà cuối cùng mình thắng, là sư phụ cũng đang còn ngồi đây đúng không? Rồi người Việt mình thì cũng còn ở bển. Chính thời lúc khởi nguồn từ đầu á, tiên cơ nói nước nghiệp phải, nước Việt phải xả cái nghiệp, thì chết khủng khiếp. Nó cũng như kiểu Indo hay là kiểu Ấn Độ vậy đó. Trung cộng là nó dân số đông, nó chết hai mấy triệu thì là chuyện bình thường với nó rồi. Mà nó giấu á. Mai mốt mấy con á, lấy cái clip này coi lại. Khi mà sau này nước Trung cộng chia năm sẽ bảy, người ta sẽ coi lại bao nhiêu người chết. Tự nhiên là lời nói của sư phụ hôm nay nói trúng á. Rồi hồi xưa sư phụ cũng thường nói, tại sao sau này nước Trung cộng phải nghèo lại là vì quá ác, phải trả cái nghiệp. Tại sao sau này mỗi một người chết của Mỹ, bây giờ 7 triệu người trên thế giới, mỗi một người người ta chỉ thường cái nhân cái bảo hiểm hay là cái mạng sống người ta thôi. Con nghĩ 7-8 triệu người bao nhiêu tiền? Phải thường á. Nó không thường, tất cả tiền mà giao thương trên thế giới, trên nhà băng á, cũng bị người ta đóng băng hết à. Cũng giống giờ Putin á, bị đóng băng gần như ta mấy trăm tỷ á, trên thế giới á. Cả cái chiếc tàu vô thuyền còn bị trực thâu đi đấu giá nữa mà. Mỹ này muốn làm gì làm à. Chuyện đời á, nó không phải như mình nghĩ. Chỉ có sáng dậy, tối về, ăn cơm, sáng chà răng, tối chà răng. Nó không có phải như vậy. Mà nó là một, mình đang ở trong một cái gym, một cái nơi để huấn luyện về mặt tinh thần, để mà tiến hóa, để đi về trời. Hôm nay có con của cha xuống trần nói tiếng Việt, dạy mình, chỉ mình, mà mình không học nữa, sư phụ sẽ không có trở về cái trái đất này nữa sau cái xác phàm này. Trên gần 10.000 năm nay, từ thời Phật Thích Ca, Phật Ca một giáo sư, ngài ra được cái process của Phật. Nhưng từ thời Chúa Su cho tới Mohammed tới thời nay, sư phụ là người coi như mấy nghìn năm mới tái sanh một lần, ngồi đây nói chuyện bằng cái thân người. Nhưng không phải là con người, mà con trời. Cha cho lộ cơ cây bài đầu tiên cho vụ lộ. Bốn cây bài còn lại, ai là Phật Di Lạc? Phật Di Lạc số 1, Phật Di Lạc số 2, rồi Phật Di Lạc số 3. Sau này những cái người kế thừa, kế tiếp để nói cái thiên tâm sẽ là một con số kế tiếp. Chứ phụ là số 2. Cho nên cái sự thiếm thì kết đó là hiện giờ là số 2 đúng không? Là bề trên nói như vậy. Còn số 1 là ai? Đức Thầy hay là Phật Di Lạc thiệt? Thì mình chưa biết. Bốn bài up. Chứ im lặng quá ta. Không có cười, không có náo nhiệt gì trơn. Bởi vì mấy con thấy có nhiều người trong hãng. Cái ông nội này á, hãng không có gói được món hàng ra nữa mà vẫn giữ 500 người. Nghe nói tao còn tiền tao giữ, tao hết tiền thì đường ai nói đi. Không? Tức là mình làm theo cái lương tâm. Mà chứ không hề quán trách, không buồn, cũng chẳng quạo, cũng chẳng hét tiếng la. Đem cái thùng karaoke chổng giờ lên kêu mấy thằng nó ra ngoài parking lot cả sư phụ. Mấy ngày nó bữa ở trong. Giờ ở trong đó có nhiều thằng cũng ca hay lắm nghe. Tới ngày hôm nay mấy tụi Mỹ nó cũng nhìn sư phụ giống như, hey, mày thằng Á Châu tao vẫn kỳ thị mày như thường.
nghĩa là lúc nào nó cũng đè đầu mình được là đè về cái nó nhìn cái bề ngoài cái chủng tộc. Mà nó đâu bây giờ nó ngờ là chủng tộc người Việt, người Mỹ, người gì cũng là con của Thượng Đế hết. Người Mỹ họ không bao giờ họ nghĩ là họ là con này con kia đầu thai nha. Bữa nay có một đệ tử mình hỏi người yêu lý tưởng của tôi là cốc gì. Nếu mình nói gấu, gấu xám, gấu vàng chứ không phải gấu xám, gấu mà nâu, gấu nâu chắc nó cũng quảng hồn. Mấy cái này trên thế giới ở đâu ai đâu biết mấy cái này đúng không? Chỉ có chỗ này của mình thôi, Thiên Long Sơn duy nhất thôi. Rồi có mấy đệ tử đi theo mấy ông thầy học năng lượng, học gì đó, thì kinh mạch bây giờ bị bế tắc hết. Thì có mấy đứa bị biết ổng là giả đó, rồi đi thì bị ổng hại lại. Hại lại bằng cách là thiếu gì cách. Thì ở đây nè, giờ mấy vị nói là mấy mang nó về núi để mà trị hết, bị trúng bùa. Cái bùa nó vô người mình á, nó sẽ làm cho mình bị ung thư này, ung thư nọ nha. Nó là trượt thôi à. Bottom line nó là một luồng gió trượt. Cho nên bữa giờ cho phụ dạy ở đây cũng nhiều rồi. Bữa nay cũng có một số mấy đứa ở xa tới phụ chỉ lại mỗi sáng á. Trước khi ngồi thiền á, thêm chiêu nữa nghe không? Bữa cái chiêu cuốn lưỡi rồi phải không? Rồi bữa cái chiêu quán chiếu mẹ bỏ hào quang lên đầu là trí tuệ từ bi rồi phải không? Để thành Phật phải không? Còn cái chiêu mà chỉ kiểu bình thường á là mà là mỗi ngày thôi. Còn nhiều chiêu siêu lắm, mà phải gần bữa nào rảnh. Thì cái chiêu mà để mà mỗi sáng mà trưởng những cái tà, trượt, bùa, ma đồ ra ngoài á, thì mình dùng mà mình cứ ra ngoài nắng là khí dương mình hít vô bắt ấn kim cang phải không, hít lên dưỡng an cái dưỡng 12 lần mình niệm Phật. Thì khi mở xe mà không có gần sư phụ, không có gần núi á, thì mình cứ gán làm ra mặt trời. Mình biết là mình bị cái gì quê đó, gọi là mình tự mình cảm nhận. Nó làm tinh thần mình không có ổn định đó. Mình cứ trưởng ra. Là 4:30 thường thường con dậy đọc kinh. Thì khi trước khi con đi như vậy mà sư phụ chỉ cái bài trưởng để mà chỉ cái trượt á, tại vì thật sự con có cái feeling là trong chỗ làm của con á là trượt rất là nhiều. Dạ. Cái mặt con ngang qua là thấy trượt đóng rồi. Nhiều lắm, nó nặng. Ây, đạo Phật. Khi con... Anyway, trượt nó vô người mình mỗi ngày và nó sẽ ra mỗi ngày. Nhưng mình giữ cái thế cân bằng khi mình tu tập á, nó sẽ hạn chế rất là ít. Cả sư phụ như lúc á, gần mấy đứa con cũng bị trượt. Mỗi buổi tối về á, là sư phụ phải tẩy trượt ra. Tại người của các con có những đứa bị ô uế á. Khi gần sư phụ cũng bị lây à. Cũng giống như là một đứa mà mặc cái áo vừa gớt xuống đóng phân rồi mặc vô thì đi ngang ai con nghĩ người đó có ngửi không, hoặc là con đi vô nhà nào đang nấu mắm thử con bước ra đi con trai clean cái áo đó nó cũng vẫn còn hôi á. Thì chúng ta cũng như thế thôi. Tại sao các con lâu lâu mà mỗi người lên gặp sư phụ thì về là vui vẻ, là vì cái điển quang của sư phụ 7 dòng hào quang đã clear cái khu này rồi. Và các chư vị một chút mình sẽ ngồi thiền 5 phút để mấy chư vị đi tẩy trượt ở đây. Tại vì mình không ngồi thiền mình cứ nhúc nhích thì mấy vị cũng vẫn đứng đây, đứng đầy ở đây. Khi mà đó thì ngồi yên cũng giống như ở cái trạng thái mà ghim điện thoại vô chạc pin vậy đó. Thì mình ở cái thế neutral thì mấy vị mới tới mới rút ra được cái trượt của mình. Thì tại sao những vị thầy giỏi người ta kêu là trị bệnh tập thể? Thật sự chị bên tập thể là vì những cái thầy giỏi người ta cũng có một cái lực của họ, cái công đức của họ tu tập, họ cũng nhờ giả được thổ địa hay là nhờ giả được ông sơn thần,
Còn giáo phụ nhờ giả được Phật, Bồ Tát chỉ bệnh cho mấy đứa, những người gần giáo phụ được. Thì tùy theo cái khả năng, cái công đức và cái label của cái người đó, nhờ ai kìa. Giờ mấy con có thể nhờ chủ khu này, hay là nhờ thị trưởng, hay là nhờ thống đốc, hay là nhờ ông Trump. Thì tùy theo cái sự liên hệ. Chị con biết từ khi mỗi lần con đọc kinh hoặc là con ngồi thiền á, thì tới phân nửa cuốn kinh á, là bắt đầu cái lỗ tai phía bên tay trái của con là bị quấy, quấy dữ lắm. Nó quấy mà có những bữa nó làm con buồn ngủ để con bỏ kinh. Thì con vẫn ngồi con đọc cho hết bài kinh. Và trong chỗ làm của con thật sự là con vẫn biết trượt. Nhưng mà con không biết con đẩy bằng cách nào, tụi nó nặng lắm. Mạnh lắm hả? Nó nặng dữ lắm mà con nhìn về. Nhìn mặt là biết nặng rồi. Con về tới nhà là con niệm Phật thì bắt đầu con nhẹ lại. Thì con cảm thấy là lúc trước khi sư lụ mấy clip trước sư phụ nói là mùng 9 với cha để sám hối để ấy, thì con dự bàn với con của con là con sẽ qua bên đây một tuần là để dự xin sám hối với cha. Nhưng mà có một cái đó thuộc cancel mà. Nhưng mà tại mình đông quá mình đâu có lên trên núi được. Con mua vé cũng lâu, cái sau cái clip kế tiếp đây ba cái clip sư phụ nói là có thể đây là cái Tết cuối cùng sư lệ sư phụ ở với tụi con, sư phụ có lệnh gì Việt Nam. Thì không phải cuối cùng nha, đi tới đi lui. Nó nghe ghê quá vậy. Dạ. Về dài ba tuần thôi. Cũng anh nhớ chỗ này, nhớ mấy mặt mấy đệ tử thân thương này chứ. A Di Đà Phật. Có lệnh về. Nhưng mà đôi tình min là ở bển. Về là để mình gieo duyên là khác. Dạ. Thí dụ bây giờ hiện giờ núi cấm chưa có đặt chân lên đó. Nhưng mà cái tiên cơ á, Đức Thầy nói á, núi cấm sau này là thủ đô của con, là nơi con ngự ở đó để mà làm lên đại nghiệp, để mà cứu nước Việt. Mà hôm nay mình chỉ cái Thiên Long Sơn là bé tẻo là chỉ có 360 acre thôi, nhỏ xíu à, mà đi cũng mấy ngày. Cái núi cấm mới là thật sự. Thì bây giờ sư phụ về núi cấm, sư phụ sẽ lập một cái ban ở đó, những người có thiện tâm. Ok, A, B, C, Thiên A, Thiên E, Thiên B, Thiên C, Thiên 1 với Thiên 100 đi. Ok, rồi dẹp hết mấy cửa hàng bán thịt chó, dẹp hết mấy cái đồ bán đồ mặn ở dưới chân núi, dẹp hết mấy cái chuyện tiền bạc, dẹp hết mấy cái chuyện là nhập đồng cà lắc. Nó cho mày nhập, vô cái chỗ nhập. Nhưng mà không phải mà nhập ở đâu mà nhập. Nó có những cái công thức mà để mình làm mà phải có một người làm. Mà người đó không phải người bình thường. Thật sự mỗi tối sư phụ đã về cái lòng núi cấm rồi. Thụ ở đó, thụ có cái chỗ của sư phụ bên đó. Nhưng mà về hữu hình á thì chưa. Chứ tối nào cũng về bển. Không về bển sư phụ làm sao có ông Thiên Cẩm Hoàng, Thiên Cẩm Thông, hai ông mà xà thần tu mấy nghìn năm ở đó, khổng lồ. Là mấy ổng á, nói ngày á, ngày nhận tôi làm đệ tử mà ổng năn nỉ rất là lâu. Tức là vua của loài rắn tu ở núi cấm, rắn khổng lồ luôn á. Thì bây giờ á, ai là họ Thiên thì coi mấy ổng như là huynh á, mấy ổng là thần rắn mà. Mấy ổng rất là hiện hữu nói chuyện cho phụ hoài. Rồi gần đó có cái ông Kỳ Lân nha, ông Lân á, lắc. Thì gọi là Điện Kỳ Lân, tại Điện Thái Hoàng Thiên là sau lưng Điện Kỳ Lân đúng không? Ông nói tôi hộ cho Điện Thái Hoàng Thiên có bố ông Rồng, Thanh Long, Bạch Long, Lục Long và Xích Long. Hai ông Rồng ở dưới cái hồ ở trước mặt Phật Di Lạc. Rồi cái ông Kỳ Lân bữa hôm qua ông nói ngài nhận tôi luôn đi. Ngài không nhắc về tôi hết trơn mà tôi giúp ở đây biết bao nhiêu. Cũng phân bì. Mấy ông mà trong vô hình đó nha, là trên núi cấm phụ có nhiều đệ tử lắm mà thứ thiệt không à. Hai ông Rồng khổng lồ. Cho nên là bữa nói mấy đệ tử thần xà, mấy ông là thần xà phải không, thích gì thì cái ông mới nói hồi xưa thế gian rắn thích ăn gì thì đó, nên cúng trứng. Cứ trứng luộc mà đưa cho ổng ra. Nhưng mà trứng của công nghệ nghe. Cho nên mấy con về là có mấy hai ông huynh đó. Ông quấn.
Cho nên tại sao lâu lâu á có mấy con rắn con ở trong rừng á, cái nó bò bò về cái miếu mà sư phụ lập hai cái miếu của ổng á, bò bò vậy đó, cái nó nhảy rạch nó chết. Cái mấy người quay phim cứ nghĩ là sao mà cứ nghĩ là con rắn bò vô chết là mấy ngày đó, không phải. Cái đó là cháo chích thần dân của cái loài rắn. Rắn nó có rắn vua đúng không? Thì trước khi nó về nó sám hối để nó chết. Thì có cái đó ở bên núi Điện Thái Hoàng Thiên á. Hôm qua đây 10 ngày sư phụ cho phép con mỗi ngày được lên Thiên Thông Sơn tập ngồi thuyền để con trượt, con đẩy ra những cái trượt đó. Và con có nguyện với cha và mẹ, thì con nguyện là qua đây gặp trước là gặp cha mẹ, sau là sư phụ và các huynh đệ. Tụi con chưa có được dịp để mà gần với các huynh đệ để học hỏi nhiều, thì con xin sư phụ là đây nè, được về chùa Phim Anh á, cũng có cha mẹ đó. Chứ coi trượt của con mang lên nó làm cho mấy anh cao tí đóng cửa núi luôn sao.